Xin chào tất cả các bạn đang đến với buổi livestream ngày hôm nay. Trước mặt chúng ta đây là chị Hà đang sử dụng liệu trình giảm béo Extra Slim Lipo. Và các bạn có thể cùng lại gần để thấy rõ những hiệu quả sử dụng giảm béo của chị nhé. Em chào chị Hà. Chị ơi, cho em xin phép phỏng vấn chị một vài câu hỏi được không ạ? Ok. Dạ vâng, chị Hà ơi, hôm nay là buổi thứ mấy mình sử dụng dịch vụ giảm béo này thì chúng mình có thể xin nghe rồi ạ? Hôm nay là buổi thứ 5 rồi. Dạ vâng, mới buổi thứ 5 thôi mà em thấy là chị đã sở hữu một cái vòng eo đáng mơ của rất nhiều chị em rồi đấy chị ạ. Không biết là quá trình sử dụng dịch vụ thì mình có cảm thấy khó chịu gì không thưa chị? Không, chị thấy thoải mái lắm. Dạ vâng, với buổi thứ 5 giảm béo tại viện Vĩnh Sinh He thì chị có thấy kết quả như thế nào ạ? Chị cũng không quan tâm lắm về cái cân nặng của mình đâu. Chị chỉ muốn là cái phòng ngự của mình nó giảm đi thôi. Thì ngày trước thì chị phải mặc đồ size L, bây giờ chị đã mặc được đồ size S rồi đấy. Dạ vâng, rất là cảm ơn chị. Chị ơi, vòng eo của mình bây giờ thực sự là rất là đẹp và rất nhiều người mơ ước giống như mình. Nhưng mà để các bạn có thể hình dung rõ hơn về cái sự thay đổi của chị sau 5 buổi sử dụng Extra Slim Lipo thì em xin phép cho bạn khán giả được nhìn lại cái hình ảnh lúc trước của mình chị nhé. Ok. Ok, xin mời tất cả các bạn cùng nhìn lại hình ảnh lúc trước của chị Hà. Các bạn đã thấy là chị Hà lúc trước thì là gặp phải tình trạng là béo lâu lắm, nên là cái vùng mỡ nó tập trung rất nhiều, vùng mỡ tập trung rất nhiều ở bụng, khiến cho cái vóc dáng của chị mất đi cái sự cân đối, thiếu đi cái đường cong gợi cảm. Còn bây giờ thì sau 5 buổi sử dụng Extra Slim Lipo thì chị Hà đã lấy được cái thân hình vô cùng thon gọn rồi. Chị Hà ơi, thì để giữ được cái hiệu quả này lâu dài hơn thì chị chú ý giúp em là về nhà mình sẽ uống nhiều nước này, ăn nhiều thực phẩm có màu xanh như là rau, củ để giúp cho cái hiệu quả này tiếp tục được duy trì và cũng như cái mỡ sau khi được đánh thì nó sẽ được đào thải ra ngoài và mình sẽ có vòng eo thon gọn hơn nữa chị nhé. Ok. Vâng, hai mặt viện thẩm mỹ quốc tế Jin He thì em gửi lời đến chị một lời chúc cho sức khỏe và cũng như chúc chị càng ngày càng xinh đẹp hơn chị ạ. Các bạn thân mến, đang theo dõi livestream của viện thẩm mỹ quốc tế Jin He thì nếu như bạn nào mà cũng đang gặp phải tình trạng béo giống như chị Hà trước đây và muốn điều trị giảm cái phần mỡ bụng này, mỡ ở vùng đùi, vùng bắp tay hay là vùng lưng xoài thì hãy liên hệ ngay với viện thẩm mỹ quốc tế Jin He theo số hotline 0829458888 để được tư vấn trực tiếp cũng như là nhận những cái ưu đãi trong tháng này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một livestream tiếp theo.